Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay Mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngắn rất hay và hấp dẫn có tên Em mãi chờ anh của tác giả Minh Anh Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ chậu xương rồng năm đó thanh thúy vẫn chăm sóc rất kỹ càng chỉ mong sau này khi anh ấy quay về cô sẽ mang đến trả lại cho anh ấy ngày mà gia đình anh dọn sang mỹ định cư anh đã gửi chậu xương rồng lại cho cô với bao nhiêu lời gửi gắm mong cô sẽ chăm sóc chậu xương rồng thật tốt và anh sẽ quay về lấy lại nó nhất định dù có bao lâu anh cũng sẽ quay về tìm cô để lấy lại còn thúy đâu Mày chết trên đó luôn rồi phải không? Mày xuống nhà nấu cơm Để tí ba mày về ăn nữa Tao cho mày 5 phút đấy Không thấy bản mặt của mày Thì đừng trách tao ác nhé Dạ con xuống ngay đây gì đợi con một chút ạ à? Cất chậu xương rồng qua một góc Cô để hết tất cả giấy tờ Vào một cái túi giấy Rồi vội chạy nhanh xuống nhà Nếu chậm trễ Thì cô sẽ bị một trận đòn như tử Ở cái tuổi 23 Có ai mà bị rượt đánh như cô không? cô nghĩ chắc không có ai đâu mà chỉ có mỗi một mình cô mà thôi mẹ của cô bỏ đi từ sớm nên ba của cô đã gả trống nuôi con suốt mấy năm dòng xã ở dưới quê nhưng hai cha con lúc nào cũng sống hạnh phúc bên nhau nhưng khi cô bắt đầu đi học thì ba đã quyết định lên thành phố lập nghiệp và cho cô đi học ở thành phố luôn ba luôn muốn cho con những điều tốt nhất nhưng rồi cái ngày ba đi thêm bước nữa thì cuộc sống của cô đã không còn hạnh phúc như trước cô cũng không còn hoạt bát và nói chuyện với ba nhiều nữa vợ sau của ba là một chủ tiệm vàng trang sức từ ngày cưới bà cúc thì ba và cô cũng dọn về nhà sống cùng phải nói là bà cúc rất giàu nên đã cho ba tất cả mọi thứ mở hẳn một tiệm vàng lớn hơn cho ba của cô vì vậy mà suốt bao nhiêu năm qua dù không có tình thương của gì đi nữa cô cũng không dám hó hé nửa lời vì cô nghĩ bà đã cực khổ nuôi cô khôn lớn giờ để cho ba sống đầy đủ và hạnh phúc thì cô có chịu khổ cực cô cũng cảm tâm tình nguyện mẹ gẻ thì làm gì có chuyện thương con chồng nhưng nhìn thấy bà ta thương yêu ba của cô rất thật lòng nên những chuyện đã trải qua cô đều không bao giờ để bụng nhiều lúc cô cũng có buồn chứ vì ước gì bà cúc dành một ít tình cảm cho cô thôi cũng được. Nhưng điều ước đó quá xa vời đối với cô. Bà ta và ba sống với nhau mới đó mà đã 18 năm rồi và cũng có với nhau một cậu con trai và một cô con gái. Hai đứa nó thì tính tình khá trái ngược nhau. Tuấn Anh thì rất thương yêu và mến cô nhưng còn Thanh Lam thì lại khác. Nó rất ghét cô. Nhiều lần nó hay tìm mọi cách để kiếm chuyện với cô và rất nhiều lần nó vu khống cô ăn cắp đồ của nó. Cô đau lòng lắm, những lần như vậy thì đương nhiên cô đều bị bà Cúc đánh đòn. Cũng may lúc nào bên cạnh cô cũng có Tuấn Anh, nó luôn cố gắng giúp cô thoát khỏi những trận đòn roi của bà ta. Quay ngược lại với thực tại, vừa bước xuống nhà, cô đã thấy Tuấn Anh và Thanh Lam đi chơi về. Thanh Lam không thèm ngó ngàng gì tới cô hết mà bước vội vào chỗ bà Cúc đang ngồi, nó nũng nịu nói: Mẹ ơi, con gái đi chơi về rồi đây. Hai đứa về rồi à? Sao nào? Chuyến dã ngoại này có vui không con? Vui lắm ạ. À? Con rất thích. Nhưng mẹ ơi, tụi bạn con rủ đi chơi tiếp. vài hôm nữa con phải đi học lại rồi. Mẹ cho tiền con đi du lịch thêm vài ngày với bạn nhé. Được rồi, con gái yêu của mẹ. Bây giờ đi tắm ăn cơm nước xong rồi lên phòng nghỉ ngơi một giấc cho khỏe khi nào đi chơi thì nói mẹ một tiếng mẹ đưa tiền cho mà đi chơi nhé dạ con gái yêu mẹ nhất con đi lên phòng tắm rồi xuống ăn cơm liền ạ à. nó vội vàng đứng dậy rồi bước đi lại hướng cầu thang để lên phòng cô thấy nó thật sung sướng kể ra thì người mẹ nào cũng thương yêu con của họ số cô không được may mắn như thanh lam Giá như cô được làm con ruột của bà Cúc thì hay biết mấy. Tuấn Anh lúc này nhìn cô rồi gật đầu, sau đó lại đi ngồi cạnh dì. Dì liếc mắt lên thấy cô thì hậm hực nói. Này, mày thấy hai đứa em của mày về không? Ba mày sắp về nữa, mày định để cả nhà tao chết đói à? Dạ, con xin lỗi dì. Nãy giờ con lo viết sơ yếu lý lịch để ngày mai con đi phỏng vấn nên không kịp nấu cơm trưa. Giờ con đi nấu liền đây ạ. À. Tuấn Anh liền nói vào Chị Thúy để em phụ chị một tay nhé Làm sơ yếu lý lịch Thì phải đi chứng giấy tờ này kia nữa Nên chị phải tranh thủ Để đầu giờ chiều còn kịp lên phường chứng giấy Thôi được rồi Em lên phòng tắm rửa sạch sẽ nghỉ ngơi chút đi Chị nấu tí là xong ngay thôi Nói xong rồi thì cô định quay lưng đi xuống dưới phòng bếp Nhưng chân vẫn chưa kịp bước Thì đã nghe tiếng của bà Cúc nói Vậy thì đi cho lẹ đi Chứ đứng đây lại nhảy suốt thế Nãy giờ chịu đi nấu cơm Thì chắc có lẽ đã sắp xong luôn rồi đấy Ăn ở không toàn báo tôi Chứ chẳng làm được cái giống gì cả Mong trời độ Cho đi xin việc làm người ta nhận Chứ không biết cái thân già này Phải nuôi con riêng của chồng đến khi nào nữa 18 năm chỉ ít ỏi gì Sau này không biết có nhiều vả gì được không Nói thế chứ tôi cũng tự hiểu mà Làm gì có cái chuyện Con chồng biết yêu thương mẹ kế đâu vậy tại sao bà ta không nghĩ đến câu làm gì con mẹ kế nào thương con chồng tuấn anh liền lay lay cánh tay của bà cúc rồi bảo bà cúc đừng nói thêm lời nào nữa cô vội vàng bước xuống dưới phòng bếp hai mắt lúc này đã trực trào nước cố ngước mắt lên trên cao để ngăn không cho nước mắt rơi ra tự an ủi bản thân cô phải cố gắng xin được việc làm ở tập đoàn nhà họ lâm để chứng minh cho bà cúc biết cô có thể tự nuôi sống chính bản thân của cô mà không cần đến tiền của bà ta nữa. Sau khi nấu cơm nước xong, cô dọn ra bàn rồi mời mọi người xuống ăn cơm. Lúc này thì ông Tâm ba của cô đã về rồi. Cô liền cúi đầu xin phép ông Tâm cho đến nhà của con trúc để cùng nó đi lên phường chứng giấy tờ, rồi ngày mai đi xin việc làm. Ba có bảo cô ở nhà ăn cơm rồi hãy đi, nhưng cô đã lắc đầu nói bản thân vẫn còn rất no nên chưa muốn ăn. Thật sự thì cô vẫn chưa có gì trong bụng hết Nhưng cô không muốn ăn Vì cô sẽ nuốt không trôi cơm Khi vừa ăn mà vừa nghe những lời xiên sỏ của bà Cúc Vội lên phòng thay quần áo Rồi cầm theo sấp giấy tờ Sau đó bước xuống nhà Đi ra lấy chiếc xe tay ga cũ của Thanh Lam Rồi cô chạy đến nhà con Trúc bạn của cô Đi lại xước nó Nó và cô cùng nhau ra quán kiếm gì đó ăn lót bụng trước rồi mới lên phường trứng giấy. Vừa ăn nó vừa hỏi cô. Ê, dì gẻ mày biết mày định xin vào tập đoàn Lâm Thị không? Cô lắc đầu rồi nói. Tao vẫn chưa nói cho ai biết hết. Ai cũng nghĩ tao xin vào tập đoàn nhỏ thôi. Nhưng tao đủ điểm để vào làm ở tập đoàn Lâm Thị mà. Con chúc thở dài rồi nói. Thì nhà mày có ai quan tâm đến mày đâu. Làm sao biết được mày đủ điểm để đi xin việc làm ở Lâm Thị. Mà thôi, Giờ chỉ cần có công việc ổn định Là lo đến chuyện yêu đương được rồi nè Con điên này Yêu đương gì mày ơi Nó nhìn đăm đăm vào mắt của cô rồi nói Mày đừng nói với tao Mày đợi anh cây xương rồng nhé Sao mày lại nói anh ấy như thế chứ Thôi thôi đi Đừng nghĩ đến thằng đó nữa Mày nghĩ xem Năm mà nó đưa cái chậu xương rồng cho mày Lúc đó mày mới lên 6 thôi Bây giờ mày bao nhiêu tuổi rồi Gia đình nó dọn đi lâu lắm rồi đấy Mà giờ ba mày có vợ rồi rời đi chỗ khác sống 18 năm rồi nó qua bên đó mọi thứ tốt hơn Nó là con trai đấy Không ngu muội như mày mà chờ đợi đâu con ngu Thôi đừng mơ mộng chờ đợi nữa Không có tung tích gì đâu Nó cũng lớn hơn mày mấy tuổi Giờ này chắc nó có gia đình con cái hai ba đứa luôn rồi đó Tự nhiên nghe con Trúc nói như vậy cái cô cảm thấy buồn vô cùng. Nó nói rất có lý 18 năm rồi còn gì, cô đã đợi anh 18 năm rồi. Thời gian trôi qua nhanh như vậy mà cô cũng chẳng hay biết. Giờ đây nghĩ lại, con số 18 đó thật khủng khiếp. 18 năm trước, anh và gia đình của anh phải qua Mỹ định cư. Cô và anh là hàng xóm với nhau. Khoảng thời gian đó mỗi ngày cô đều được qua nhà của anh chơi. Gia đình anh rất thương ba của cô, luôn giúp đỡ cho hai ba con cô rất nhiều. Lúc mà gia đình của anh đi Mỹ sống rồi Thì tầm vài tháng sau là ba cưới bà Cúc Cuộc sống hồn nhiên vui vẻ của cô đã thay đổi từ ngày đó Không còn vui vẻ, không còn ai chơi cùng nữa Cô chỉ có chậu xương rồng mà anh để lại cho cô Nó đã theo cô và làm bạn với cô trong suốt 18 năm qua Những lúc buồn, những lúc tuổi thân Thì cô luôn nói chuyện một mình với cây xương rồng Nếu như Trúc không xuất hiện thì chắc cuộc đời cô sẽ tẻ nhạt và tuổi thân biết bao. Còn Trúc thấy cô im lặng suy nghĩ không nói gì hết thì nó liền nói Này Thúy, tao là bạn thân của mày tao thương mày nên mới khuyên mày rồi giải thích cho mày hiểu đã 18 năm rồi hồi đó là thời trải châu, có ai hứa mà thực hiện được đâu mày nghe tao đi công việc ổn định rồi thì nên lo tới việc yêu đương cưới hỏi để còn nhanh thoát ra cái nhà đó nữa. Mày muốn sống chung với dì ghẻ của mày suốt đời sao? Tao muốn ra riêng lắm chứ, nhưng tao thương ba của tao quá. Tao chỉ có mỗi một mình ba và mày là người thân thôi. Giờ mà tao ra ngoài sống thì ai lo cơm nước cho ba đây? Mày điên à? Mụ dì ghẻ của mày chỉ cần ba của mày chứ không cần mày. Tỉnh lại đi. Thả ra ngoài sống tự làm tự ăn, lâu lâu mua ít quà về thăm nhà. Vậy sẽ được xem trọng hơn đấy Còn bây giờ tuy mày xài tiền của ba mày Nhưng của chồng công vợ Mày lấy tiền ba mày Nhưng cũng là của dì ghẻ hiểu chưa Nên càng ở đó thì càng bị sỉ nhục thôi Không ấy qua nhà tao ở đi Nếu không phỏng vấn vào làm ở Lâm Thị Thì đi tìm chỗ khác Mày không được duyệt thì tao cũng như mày thôi Tao với mày đi kiếm chỗ khác phỏng vấn Còn bên Phạm Thị cũng ok lắm đó nha Cô không biết phải nói như thế nào nữa Nhưng không hiểu sao cô cứ có cảm giác Muốn vào làm ở tập đoàn Lâm Thị hơn là bên Dương Thị Nhưng con Trúc nói cũng đúng Vì nếu không được phỏng vấn ở bên Lâm Thị Thì cô và nó sẽ cùng nhau qua bên Dương Thị Để phỏng vấn xem thử coi có được nhận vào làm việc hay không Ngay lúc này cô vội bảo nó hãy ăn nhanh phần ăn của nó Để còn phải lên phường chứng giấy sớm nữa sau khi trứng giấy xong xuôi Thì cô chở con Trúc về nhà nó Sau đó thì chạy đi chợ Mua đồ nấu cơm chiều Nếu không sẽ bị mắng tiếp một trận Về đến nhà cũng đã 3 giờ chiều Cô cất xe xong thì Xách hết túi rau thịt cá vào trong nhà Vừa bước chân vào cửa Thì giọng nói ấy lại vang lên Biết đừng về rồi sao Tưởng đi luôn rồi chứ Thành làm cũng nói vào Mẹ à chị ấy lớn rồi phải có không gian riêng tư đi gặp bồ cặp bịch chứ ở nhà miết thì chừng nào mới vác được cái bụng bầu về được câu nói xiên xỏ của thanh lam đã khiến bà cúc tức giận đùng đùng bà ta bỗng đứng bật dậy rồi đi lại chỉ thẳng vào mặt của cô tao cảnh cáo mày mày mà dám lén phán thì chết với tao biết chưa ôm cái bụng bầu về cái nhà này là tao đánh mày què giò rồi tống cổ ra khỏi nhà của tao đó thứ lỗ tai cây nói chuyện với mày chỉ thêm tức mà thôi nhưng sống làm sao sống Đừng học theo bản tính của con gái mẹ mày Đẻ ra rồi ném lại cho người khác nuôi Để người ta phải khổ thế này Số của chồng tao thật vô phước Khi dính phải mẹ con của mày đó Dì Con đã làm gì đâu Sao dì lại nặng lời với con như vậy à Mày nói cái gì Hôm nay gan to bằng trời rồi phải không Thèm đòn rồi à Mày có tin hôm nay tao đánh cho mày què giò luôn không Hai mắt của cô như muốn trực trào nước liếc mắt nhìn khuôn mặt hả hê của Thanh Lam mà lòng cô đau như có ai đang xé nát làm trăm mảnh. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi mà tính nết của nó vẫn không thể nào thay đổi được. Nó rất thích nói xiên sỏ đâm trọt để bà Cúc càng căm ghét cô hơn. Cô rưng rưng nước mắt nói Dì, con không phải là hạng người như vậy. Dì đừng có nghe những lời của Lam đã nói rồi hẳn học con như thế nữa có được không? Mày, chết mày với tao hôm nay rồi con rành. Bà Cúc đưa tay lên định tát vào mặt của cô Nhưng ngay lúc đó có tiếng xe đang chạy vào trong nhà Nghe được tiếng xe quen thuộc đó Cô liền biết là ông Tâm từ ngoài tiệm mới về Ngay lúc này bà Cúc bỗng lật mặt y hệt như bánh tráng nướng Bà ta nói với giọng điệu thật nhẹ nhàng Thanh Thúy à Dì biết bao nhiêu năm qua Con rất ghét dì Nhưng dì xin con đấy Thành làm cũng là em gái của con con ghét gì sao cũng được Chứ đừng vu khống em của con như thế Từ nãy giờ nó ở nhà với gì Chứ có đi đâu đâu Mà con lại nói em con như vậy Từ trước đến nay Con đã nói hỗn hào hay là trộm tiền của gì Còn rất nhiều chuyện xấu mà con đã làm Có bao giờ gì kể cho ba con nghe đâu Dì thương con hệt như con gái của dì kia mà Sao con vẫn không chấp nhận gì vậy Thúy Bà ta tiến đến nắm lấy tay của cô nhưng ngay lúc đó cô đã giật lại xòe hét lớn vào mặt của ta. Dì thôi đi. Dì đừng diễn nữa. Có phải dì biết? Cô vẫn chưa nói được hết câu thì đã có một lực từ phía sau xoay người của cô lại rồi sáng trong cô một cú tát liếng người. Người tát cô không ai khác chính là ông Tâm, ba của cô. Đưa tay lên sờ lên má vừa bị tát hai hàng nước mắt cô rơi như mưa. Cô cảm thấy vô cùng tức vì vẫn chưa nói ra hết được câu đã bị ông tâm hiểu lầm như thế này rồi. Đưa mắt lên nhìn ông tâm, ông ấy chỉ tay thẳng vào mặt của cô rồi quát lớn: Tại sao vậy thúy? Ba năn nỉ con đấy, chẳng lẽ hai chục năm rồi mà con vẫn chưa biết được tình cảm của gì dành cho con thế nào sao thúy? Con làm ba thất vọng quá. Ba ba tin gì ấy sao? Con đến khi nào con mới chịu thôi cái tính đó hả? Mau quỷ lên xin lỗi gì nhanh đi. Hứa với gì của con từ giờ không như vậy nữa Nếu con không chịu thì ba tử con đấy Bà đã quá mệt mỏi khi có đứa con như con rồi Bao nhiêu cái tốt sao không học Cứ học theo cái tính nết giống mẹ của con thế hả Bà Cúc vô cùng đắc ý Khi nhìn thấy ông Tâm đánh cô Thật sự suốt 20 năm qua Nhìn thấy khuôn mặt của cô khiến bà ta phát chán Chỉ muốn làm một cách nào đó để tống cổ cô ra khỏi cái nhà này mà thôi bà ta xem được rất nhiều bộ phim trên TV. Đứa con riêng nào của chồng, 10 đứa là hết 9 đứa, luôn có âm mưu hãm hại mẹ kế, chứ làm gì có chuyện thương yêu. Nên bà ta để phòng trước, nếu không có ngày bà ta nghĩ cô sẽ âm mưu hãm hại gia đình của bà ta. Ngay lúc này bà ta tiến đến nắm lấy cánh tay của ông Tâm rồi nói Anh à, sao lại đánh con như vậy? Có gì từ từ nói mà anh. Con nó còn nhỏ nên không hiểu chuyện. Anh đừng có như thế nữa nhé Thôi lên phòng tắm đi Em đi nấu cơm cho anh ăn Đã chiều rồi còn gì Ông Tâm nắm lấy tay của bà Cúc rồi nói Anh xin lỗi vì đã không dạy được con của anh Nhiều lần làm cho em phải khóc Anh biết chứ không sao Mỗi tối em hay thắp hương cho ba mẹ Cầu cho cả nhà bình an Rồi còn cầu cho con Thúy lúc nào cũng mạnh khỏe Biết nghe lời của em Để gia đình mình sống hạnh phúc bên nhau nhưng anh tệ quá, anh không dạy được con gái của anh. Anh xin lỗi em nhé Cúc. Hôm nay em bấm bụng đứng qua một bên đi để anh dạy con của anh. Nó lớn rồi chứ không còn là con nít nữa đâu em. Anh à, đừng mà anh, em xin anh đấy, tội nghiệp con gái lắm anh ơi. Ông Tâm kéo bà Cúc qua một bên, rồi ngoái đầu nhìn về hướng của Thanh Lam, ông ấy nói, "Lam, con mau đi lấy cây chổi lông cho ba đi." Dạ. Là ba kêu con lấy nhé, để con đi lấy liền cho bà. Anh à, anh bớt nóng, có gì từ từ nói mà anh. Suốt 18 năm qua, bà ta và Thanh Lam đã bịa ra không biết là bao nhiêu chuyện về cô để nói cho ông Tâm nghe. Nào là cô ăn cắp đồ, cô hỗn láo với bà Cúc, cô trộm tiền của bà Cúc, rồi nói cô bỏ học đi chơi với trai, ra ngoài nói xấu bà ta và Thanh Lam, bêu xếu đặt điều bôi nhọ bà ta những lời nói bịa đặt của hai người họ, ba của cô đều tin hết và nhớ trong đầu không sót bất cứ lời nào. Ông ấy cứ nghĩ những chuyện đó đều có thật, nên rất đau lòng khi có một người con gái như cô. cho nên hôm nay ông ấy nghĩ phải dạy dỗ cô một trận đòn nhớ đời, thì cô mới chịu tỉnh ngộ và chấp nhận bà Cúc là mẹ. khi Thành làm lấy cây chổi lông gà đến, nó liếc mắt nhìn bà Cúc, ánh mắt của bà ta bây giờ tràn đầy sự đắc ý thành làm kiềm chế không được nên đã cười tủm tỉm vui sướng vì không còn bao nhiêu lâu nữa sẽ nhìn thấy một màn nước mắt đầm đìa mà nhân vật chính đó là cô chứ còn ai khác nữa nó đi lại rồi đưa cái cây trổi lông gà cho ông tâm và cúc cũng nhập vai thành một bà mẹ kế tốt bụng bà ta lao đến chỗ của cô rồi ôm cô lại không cho ông tâm đánh cô bà ta nói anh tâm anh có nghe em nói không Giận con thì mình la một hai tiếng như vậy được rồi anh. Anh đừng đánh con tội nghiệp. Nó còn nhỏ, nó hỗn thì mình dạy nó là được rồi anh. Tuy nhiều lần con hỗn hào với em, nhưng em bấm bụng bỏ qua được hết. Chẳng lẽ anh không bỏ qua được sao anh? Cúc, hôm nay hãy để anh dạy con của anh. Em tốt như thế mà nó có biết đâu. Cho đi học để ngoan ngoãn lên người với người ta. Vậy mà xem nó đi. Nó ra ngoài, nó toàn học những cái xấu xa đem về cái nhà này thôi. Anh nói một lần cuối, em mau tránh ra cho anh. Những lời nói của ông Tâm như hàng ngàn vết dao đang cứa vào tim của cô. Suốt bao nhiêu năm qua không phải cô sợ mà không dám nói ra những gì mà bà Cúc và Thanh Lam đã hành hạ cô. Điều mà cô sợ nhất là cuộc sống của ông Tâm không còn được như thế này nữa. Nhớ khi cô còn nhỏ, ông ấy đã lam lũ cực khổ nuôi cô khôn lớn lúc nào cũng nhịn đói để cho cô được no, dù khổ cực thế nào cũng chưa bao giờ lớn tiếng với cô. Cô tự hứa với lòng sau này nhất định phải cho ông ấy một cuộc sống thật tốt. Cơm áo gạo tiền ngoài kia, hãy để cho cô gánh vác. Cô chỉ muốn ông ấy sống một đời yên bình và không còn khổ cực như lúc cô còn nhỏ nữa thôi. Từ khi ông Tâm gặp bà Cúc, cuộc sống y hệt như diều gặp gió tất cả mọi thứ ông ấy đều có Nên suốt bao nhiêu năm nay Cô bấm bụng chịu đựng hết tất cả Tất cả cũng vì thương ba của cô Cô chỉ biết cười nhạt Phải Những lời nói của con Trúc bây giờ Cứ quanh quẩn trong đầu của cô Bà Cúc chỉ cần ông tâm Chứ không cần cô Nên cho dù cô ở lại chịu đựng Hay không ở lại Thì mọi chuyện chẳng thay đổi được gì Dù cô có cố gắng ra sao đi nữa thì mãi mãi bà Cúc vẫn rất căm ghét đứa con riêng như cô. Ngay lúc này bà ta đang bấu chặt vào hai cánh tay của cô, nhưng mắt của ông Tâm thì lại khác. Ông ấy nghĩ rằng bà ta như đang muốn che chở, bảo vệ không cho ông Tâm đánh cô. Ngày hôm nay, tất cả mọi thứ đã đi quá giới hạn của nó. 18 năm im lặng, 18 năm đau đớn do bị mẹ con bà ta giày vò. Con số 18 nó thật kinh khủng đối với cô không thể nào nhịn nhục được nữa cô hất mạnh và cúc qua một bên rồi đứng dậy hét lớn vào mặt của bà ta tôi là người không phải là loài cầm thú đâu mà không biết đau bà đừng diễn nữa bà muốn gì thì cứ nói ra đi đừng hành hạ tôi như thế nữa quá đủ rồi đó đồ rắn độc xấu xa suốt cuộc đời này suốt cuộc đời của tôi tôi thể sẽ không bao giờ tha thứ cho bà đâu thúy ơi là thúy sao mày mất dạy thế hả mày ông tâm liên tục đánh cây trổi lông gà vào người của cô cô đau đớn vô cùng như không thể làm gì được người đang đứng trước mặt của cô người mà cô thương yêu nhất vì chữ hiếu vì công ơn dưỡng dục cô hy sinh để làm gì nữa chứ cô cắn răng nén lại cơn đau mà giật lấy cây trổi lông gà rồi ném thẳng nó vào người của thanh lam chị chị làm cái gì vậy giận cá chém thớt à càng ngày chị càng hỗn hào rồi đấy Bà thật thật vô phước khi có đứa con gái yêu nghiệt như chị Thúy mày làm cái trò gì vậy Em mày đó Nó ngoan ngoãn biết bao nhiêu Sao mày không học hỏi nó hả Bà Cúc chạy nhanh đến chỗ của Thanh Lam rồi nói Con à sao con lại nói như vậy Mau xin lỗi chị Thúy cho má Má không cho con ăn nói như thế Với chị Thúy nữa biết chưa Nó liền làm ra vẻ mặt ngoan ngoãn rồi nói Tại con thấy chị ấy sâu má kìa má tốt bụng thương yêu chị ấy mà chị ấy quá đáng với má như thế còn còn không xin lỗi người không hiểu chuyện như thế đâu sau câu nói của thanh lam cô từ từ ngoái đầu qua nhìn hai người họ rồi cười khẩy lên như một con điên Thần xác của cô lúc này như một người đã chết cô không nghĩ sẽ có ngày cô lại đau đớn như thế này con con bị làm sao vậy thúy để gì đưa con lên phòng nghỉ ngơi nhé bà và con gái yêu của bà diễn rất đạt có cần đi casting vào vai hai mẹ con cám không? Cô biết ông Tâm định tiến đến đánh cô tiếp nhưng ngay lúc đó cô đã ném cái túi sách qua một bên rồi nhanh tay cởi bỏ cái áo thun đang mặc trên người ra. Ngay giây phút đó ông Tâm đang muốn vung tay lên đánh cô thì bỗng khựng lại vì cảnh tượng trước mắt. Thân thể của cô đã bẩm tím từ cánh vai đi xuống tới bụng. Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ dám mặc đồ ngắn cũng là vì lý do này. Bà Cúc rất khôn khéo bà ta chỉ đánh ở lưng vai hoặc ở bụng của cô nhiều khi đến tháng của con gái mà bị bà ta đạp vào bụng thì cô chỉ biết lết đi mà thôi tay chân ông tâm run run không nói được nên lời khi nhìn thấy cô như thế ông ấy tiến đến định chạm vào người của cô nhưng cô đã bước lùi ra phía sau vài bước cô không ngại ngùng mà để chính ba của cô nhìn thấy những vết bầm trên người bà cúc đi lại nhặt cái áo lên rồi vội vàng nói con à con lớn rồi không phải con nít mà cởi áo trước mặt người khác như thế mong mặc áo vào đi con Vương giả, không cần là một người vợ mẫu mực nữa đâu gì ghẻ ngày hôm nay tôi tôi sẽ đi ra khỏi cái nhà này như ý mà bà và con gái yêu của bà muốn không cần đóng kịch hay diễn tuồng trước mặt ba của tôi nữa đâu tôi là thứ thừa thãi trong cái nhà này tôi đi là được mà đúng không chỉ xin bà hãy sống thật với ba của tôi đừng lừa dối ông ấy nữa giật lấy cái áo từ tay của bà ta rồi cô mặc nhanh vào sau khi mặc áo xong cô liền cúi xuống nhặt lấy túi sách lên rồi bước thẳng lên trên phòng lấy cái ba lô cô gom vài bộ đồ với hai bộ đồ công sở mà con trúc đã mua tặng sinh nhật cô nhét hết vào cái ba lô cô liếc mắt nhìn qua bên bàn những cuốn sách nào cần thiết thì cô lấy bỏ vào ba lô hết nhưng vẫn không quên chậu xương rồng của anh Tài sách nách mang cô bước xuống dưới nhà hai mắt giờ đã sưng húp nhưng cô đã rất mệt mỏi rồi không còn cầm cự được nữa cô chỉ muốn được thoát khỏi cái nơi địa ngục này thôi khi bước ngang qua người của ông tâm ông ấy đã nắm tay của cô lại hai mắt rừng rừng nói thúy con con bị làm sao vậy kể cho ba nghe được không từ từ kể cho ba biết đi mà thúy có gì ba sẽ giải quyết cho con đừng đi đâu hết con à thúy giật tay lại rồi đưa lên lau hai hàng nước mắt không ngừng rơi Hít hít sống mũi cô nói Bà đang nghĩ gì Không ai tự hành hạ thân xác của bản thân mình như thế này đâu Con không phải là kẻ điên Mà tự đánh bản thân mình như thế Chẳng qua con diễn vai người câm quá đạt thôi Con à Con nói như vậy có nghĩa là Nói con cũng đã nói xong hết rồi Bà giữ sức khỏe nhé Con đi đây Cô cúi thấp mặt xuống rồi bước đi ra khỏi căn nhà đó người ta nói nhà là nơi đong đầy tình yêu thương còn đối với cô ngôi nhà này đong đầy những thứ gọi là đau đớn bất hạnh khi ra đến trước sân cô mới ngước mặt lên rồi cất bước đi thật nhanh trong căn nhà này có cái gì là của cô đâu nên cô không lấy bất cứ thứ gì hết kể cả chiếc xe mà thanh lam chê không chạy nữa nói ra thì thật buồn từ xưa đến nay cô toàn sử dụng lại đồ của thanh lam đã bỏ nào là quần áo xe cộ cho đến điện thoại. Tất tần tật, thậm tệ hơn, có lẽ là đồ nhỏ của bản thân, cũng là sai lại đồ của Thanh Lam. Nhưng kể từ ngày hôm nay, ngay chính giây phút này, cô sẽ tự đứng lên và tự làm để nuôi bản thân cô. Rồi cô sẽ mua được những thứ mà bản thân cô thích, nhất định cô sẽ làm được. Hai chân bước đi thật nhanh và rồi cô đến chỗ công viên ngồi nghỉ tạm một chút. Vừa đặt mông xuống ghế đá Cô thở hì hục rồi vội lấy điện thoại ra nhắn tin cho con Trúc biết cô đã bỏ đi rồi. Giờ đây chỉ có thể qua ở nhờ nhà của nó ít hôm thôi. Mấy hôm trước con Trúc có nói với cô, nó tìm được một cái phòng trọ khá gần với tập đoàn Lâm Thị và cũng đi được đến tập đoàn Dương Thị. Chỉ cần bỏ ra 5.000 đồng đi xe buýt mỗi ngày thôi. Quá đúng lúc và đúng thời điểm. Giờ đây cô chỉ mong mọi thứ thuận lợi. Ngày mai cô được phỏng vấn ở tập đoàn Lâm Thị và được nhận vào làm việc. Chỉ có vào được tập đoàn lớn làm thì cuộc sống của cô mới có thể trang trải được những tháng đầu này. Thở dài cô biết không nên buồn bã nữa. Bà ta rất thương ba của cô nên sẽ không có chuyện ba sống khổ cực đâu. Với lại ông Tâm cũng được đứng tên một tiệm vàng lớn rồi còn gì. Nhưng giận thì cô nghĩ như thế thôi. Chỉ trong thâm tâm ba là người tuyệt vời nhất trong lòng của cô do hai người kia đã diễn quá đạt ba của cô lại hiền nên dễ bị qua mặt chỉ mong sau này thanh thúy thành tài sự nghiệp và cuộc sống ổn định thì nhất định cô sẽ về thăm ba của cô ánh mắt của cô rơi xuống chậu xương rồng cô liền cởi bỏ cái ba lô ra cho ngồi được thoải mái hơn sau đó cầm chậu xương rồng bằng hai tay ánh mắt buồn bã cô nói hôm nay là một ngày thật tệ anh ạ nhưng em đã thoát được cái nơi địa ngục đó rồi Cuộc sống của em bây giờ sẽ khác Nhưng nếu nói em không buồn Không đau lòng Thì có lẽ em đang dối lòng mình rồi Em buồn lắm Em đau lắm chứ Giá như giá như giờ đây anh quay về Và xuất hiện trước mặt của em Thì hay biết mấy Bỗng từ phía sau lưng của cô Có một giọng nói Của một chàng trai vang lên Cô thích xương rồng lắm hả Chậu xương rồng của cô đẹp lắm đó Nghe giọng nói của người lạ Cô lật đật đưa tay lên lau nước mắt Rồi ngoái đầu ra phía sau Xem giọng nói đó là của ai Đập vào mắt của cô Là một chàng thanh niên mặc vest Trông vô cùng sang trọng Và nhìn rất điển trai Cô nói Cảm ơn anh nhé Ờ Xin lỗi tôi đã làm phiền cô rồi Cô có thể cho tôi mượn điện thoại của cô được không Ờ để làm gì Anh ta vội xua tay nói đừng hiểu lầm tôi không phải lừa đảo đâu khi nãy tôi có đi vòng vòng chỗ này hình như tôi đã làm rơi ở đâu đây tôi định mượn điện thoại của cô để gọi thử xem nó có rớt cạnh đây không đó mà cô giúp tôi nhé tôi sẽ hậu tạ cho cô cô nghe anh ta nói như thế nên đã vội vàng đứng dậy đặt chậu xương rồng xuống ghế đá rồi đưa tay vào túi quần lấy cái điện thoại đưa về hướng của anh ta cô nói anh gọi liền đi không cần hậu tạ gì đâu Gọi mau đi, nếu không ai nhìn thấy, họ sẽ nhặt rồi lỡ lấy mất luôn đó. Ờ, tôi cảm ơn nhé, tôi gọi ngay đây. Anh ta cầm lấy cái điện thoại từ tay của cô, sau đó bấm vào cuộc gọi và bấm một dãy số dài. Chỉ vài giây thôi thì cô và cả anh ta đều nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Làm như thế cũng như đang giúp người, nên cô cũng bước đi tìm phụ anh ta. Tầm 10 bước chân thôi, cô đã thấy nó nằm trong bụi cỏ gần gốc cây phượng lớn. Cô vui mừng cúi người xuống nhặt lên, rồi hớn hở chạy đến chỗ của anh ta. Anh gì ơi, đây nè, điện thoại của anh đúng không vậy? Tôi tìm được rồi nè. Anh ta sau khi thấy cô tìm được thì đã bấm tắt cuộc gọi bên máy của cô. Cả hai trao trả điện thoại lại cho nhau. Anh ta nói Cảm ơn cô nhiều nhé. Nếu không có cô tôi chẳng biết phải làm sao. Không có gì đâu. Cũng may chưa mất điện thoại. Chưa gặp ai mà tham tí Họ thấy sẽ nhặt liền đấy Chúc mừng anh nhé Số của anh không bị mất của Bỗng lúc này Tiếng chuông điện thoại của anh ta liên tục reo lên Anh ta vội bỏ điện thoại vào túi quần Sau đó móc cây ví tiền ra Rồi lấy trong ví ra một sấp tiền nhét vào tay của cô Cô bất ngờ vô cùng khi thấy anh ta làm như vậy Cô giật tay lại rồi nói Ôi đừng Anh làm gì vậy tôi không nhận đâu Cuộc gọi khi nãy chỉ là nhá máy Hoàn toàn không có bị mất phí đâu nè Cầm lấy đi Giờ tôi có việc gấp nên phải đi trước Cảm ơn cô nhiều nhé Anh ta nói rồi thì cố gắng nhét tiền vào tay của cô Cô không nhận Nhưng rồi anh ta đã vùi sấp tiền đó Vào cái túi sách cô đang mang Sau đó nhanh chân chạy đi ra khỏi công viên Anh gì ơi Anh khủng hả Cuộc gọi không có tốn phí Sao anh đưa tiền cho tôi nhiều vậy Anh gì ơi anh đứng lại đó tôi không có lấy tiền đâu. Ai cũng nhìn về hướng của cô. Cô cảm thấy rất quê vì cô đã hét rất lớn tiếng nên đã làm mọi người phải chú ý. Cô ngại ngùng đứng y một chỗ rồi quay hết hướng này đến hướng kia để tìm anh ta. Cô bất lực chẳng biết phải làm sao cả. Cầm sắp tiền bước lại ghế đá ngồi xuống thở hì hục. Tặc lưỡi cô lẩm bẩm trong miệng. Cái tên đó nhìn bộ dạng chắc là công tử nhà giàu rồi có một cuộc gọi thôi mà chi cả sấp tiền như thế. Giờ phải làm sao để trả lại tiền đây trời? Cầm lấy sấp tiền cô đếm thì phát hiện ra anh ta đã đưa cho cô tận 5 triệu đồng. Đây là lần đầu tiên cô cầm được số tiền lớn như thế này. Tự nhiên nhận lấy cô thấy trong lòng cứ sao sao. Làm sao cô có thể nhận và sử dụng được chứ? Ngoái đầu nhìn hết hướng này rồi đến hướng khác. Cô nghĩ anh ta đã đi thật rồi. Nhìn về hướng xa xa cô thấy bóng dáng của con Trúc đang chạy về hướng của cô. Vừa thấy nó cô mừng rỡ đưa tay lên vẫy gọi tên của nó. Nó chạy thẳng đến, vừa dựng chân chống xe rồi tháo nón bảo hiểm ra. Bước đến ghế đá ngồi xuống kế bên rồi nó nói. Chịu bỏ đi bụi rồi sao? Mày đó, sao không an ủi tao mà còn nói như thế hả? Miệng của mày linh lắm đấy, tao đi bụi thật rồi nè. Chắc mụ dì ghẻ của mày hả hê lắm phải không? Thế nào cũng ăn mừng một bữa linh đình cho xem. Cô thở dài rồi nhìn về hướng bầu trời xa xăm. Con Trúc nhìn cô rồi cũng thở dài theo. Lúc này Thúy nói. Mày nói phải đấy. Bao nhiêu năm qua tao là cái gai trong mắt của bà ta mà. Chắc có lẽ giờ đây bà ta đang mua con heo quay chục ký ăn mừng đó. Con Trúc xót thương trong hoàn cảnh của Thúy lắm. Từ nhỏ đã bị mẹ bỏ lại sống với ông Tâm. Nên lúc bé đến giờ chưa biết được tình yêu thương của mẹ là gì Người ngoài nhìn vào luôn nghĩ bà Cúc yêu thương cô Nhưng thật ra mọi chuyện ở sâu bên trong Làm sao người ngoài có thể nhìn thấu được Con Trúc lại thở dài ngán ngẩm rồi nói Tao hiểu mày, tao biết mày đang rất buồn Nhưng cứ suy nghĩ tức cực lên đi Tao tin ông trời không tuyệt đường sống của mày đâu Từ giờ vứt bỏ hết những thứ đau buồn Mà bắt đầu sống và biết yêu thương bản thân của mày hơn Tao tin mày làm được mà Thúy, cố lên nhé. Tao luôn ở bên cạnh mày. Chúc, cảm ơn mày đã ở bên cạnh tao lúc này." Nó cười rồi đưa tay vào túi quần, móc ra mấy tờ 500.000, sau đó nó nói: "Ba tao chưa lãnh lương, giờ tao chỉ có ở đây 3 triệu thôi. 3 triệu thì chỉ đủ tiền thuê phòng với mua ít vật dụng, hay mày qua nhà tao ở vài hôm đi, đợi ba với mẹ tao lãnh lương." Tao mượn ba thêm vài triệu Rồi mình ra ngoài sống Mày thấy thế nào Nghe con Trúc nói như thế Cô vội móc ra sắp tiền 5 triệu khi nãy đưa cho nó Cô nói Nhiều đây đủ không Trúc Trời ơi tiền ở đâu nhiều vậy con quỷ Đừng nói đi bụi mà ba của mày Vẫn cho mày tiền nhé Cho lén à Mày điên hả Tao không lấy bất cứ thứ gì hết Khi nãy tao ra ngồi ở đây đợi mày Tự nhiên có một tên xuất hiện làm rớt điện thoại ở đằng bụi cỏ ấy mà kiếm không có thấy nên mượn điện thoại của tao gọi qua để nhặt lại chỉ là nhá máy thôi mà lại cho tao tận 5 triệu này tên đó chắc đại gia rồi tiêu xài gì mà hoang phí quá tao đuổi theo trả tiền nhưng không chạy theo kịp mọi người nãy giờ nhìn tao cứ tưởng tao là con điên là hết om sòm đấy nghe cô kể chúc cảm thấy rất hoang đường không nghĩ trên đời này lại có người sộp như thế chỉ là mượn điện thoại nhá máy thôi Có cần cho tiền nhiều thế không Nó nhíu mày hỏi cô Ê có khi nào mày bị lừa đảo không vậy Tao có cái gì đâu để tên đó lừa chứ Nhưng nếu lừa tao thì Cho tiền tao làm gì phải không Ờ mày nói cũng phải Mày ngoài cái mạng ra thì còn gì quý nữa đâu Ờ mà thôi Mày cứ nghĩ bụt xuất hiện cứu khổ mày đi Số tiền này sẽ giúp mày rất nhiều thứ đấy Nhưng giờ cũng trễ rồi thuê phòng đi mua đồ này kia không kịp đâu. Để sáng mai đi phỏng vấn xong rồi tao với mày đi thuê phòng sau. Với lại tao cũng gom mớ đồ ở nhà qua phòng trọ nữa. Chứ mua hết mọi thứ vật dụng tiền đâu cho đủ. Mày nói phải đấy, hôm nay phiền mày rồi. Nó nghe cô nói thế thì liền đưa tay ra rồi cốc vào đầu của cô. Ánh mắt nó lúc này mới chợt nhìn thấy một bên má của cô bị ửng đỏ. Nhìn kỹ thì mới phát hiện là in hẳn mấy dấu tay lên mặt. Nhìn cô như thế nó cầm lòng không được mà hai mắt rưng rưng. Đưa tay ra kéo cái tay áo của cô lên. Tay bên trái rồi đến tay bên phải. Nước mắt nó rơi xuống. Nó hỏi cô có phải bị bà Cúc đánh không? Cô chỉ biết cười nhạt rồi lắc đầu. Vậy ai đánh mày? Hôm nay không sợ gì nữa hết. Mày theo tao. Tao quà chửi mụ gì gài đó một trận cho đã miệng. Chứ giờ đây tao chịu hết nổi rồi. Đi. Mau đứng dậy hôm nay tao nhất quyết lấy lại công bằng cho mày đi, đi nhanh. Nó kéo mạnh tay rồi bắt cô đứng dậy. Cô hiểu nó thương cô nên mới làm như thế, nhưng cô đã không chịu đi mà lắc đầu nói: Chúc, không phải bà ta đánh tao đâu. Cái gì mày nói thế là sao? Không phải bà ta đánh mày vậy là ai đánh mày bầm tím mặt mày rồi hai tay thế này? Là ba của tao đấy. Bỏ mạnh tay thúy ra, trúc ngồi xuống cây đá rồi tặc lưỡi nói: Thiệt tình, ba của mày chắc bị mụ ta bỏ bùa rồi Nói cái gì cũng tin hết là sao Là do Thanh Lam và bà Cúc diễn quá hay thôi Chứ làm gì có chuyện ông Tâm bị bà Cúc bỏ bùa Cô mệt mỏi khi nhớ đến những con người như họ Bỗng lúc này điện thoại của cô có tiếng tin nhắn Mở ra xem thì thấy là tin nhắn của Tuấn Anh Nó hỏi cô đang ở đâu Để nó đến cho cô ít tiền tiêu Cô rất cảm ơn lòng tốt của nó trong căn nhà đó chỉ có nó là người hiểu và thương cô thôi. Nhưng cô đã quyết định rồi, cô không muốn lấy bất cứ thứ gì của gia đình đó nữa. Cô không trả lời tin nhắn của Tuấn Anh mà vội cất cái điện thoại vào bên trong túi sách. Sau đó cô nói con Trúc đừng nghĩ ngợi gì nữa. Nó không muốn cô buồn nên đã vội kêu cô. Thôi lên xe nó trở về nhà của nó cho cô tắm rửa nghỉ ngơi. Ngày mai cuộc đời như bước qua một trang mới ba mẹ Trúc cũng rất yêu mến cô vì họ cũng hiểu được hoàn cảnh và những chuyện mà Thúy đã trải qua. Tối đêm đó cô ăn và ngủ nhờ lại nhà của Trúc. Khi màn đêm buông xuống cô quay mặt ra hướng cửa sổ. Bao nhiêu suy nghĩ ập đến không biết giờ này ông Tâm đang làm gì ông ấy có đang đi tìm kiếm cô không? Nước mắt cô bỗng rơi dù biết mọi chuyện sẽ không bao giờ quay về quá khứ được nhưng cô vẫn ước cho thời gian quay lại để cô được tận hưởng lại khoảng thời gian ở dưới quê lúc đó ông tâm rất thương yêu cô cô luôn luôn là nhất ngay lúc này con chúc đưa tay lên vai của cô rồi nói mày khóc đi khóc hết hôm nay rồi quên hết tất cả mọi chuyện đã qua đừng để trong lòng sẽ mệt mỏi lắm cố gắng vượt qua nhé thúy tao tin mày sẽ thành công mà sau này thành công tài giỏi có tiền bạc rồi thì tao cho mày về thăm ba của mày Có được không nè Cô đưa tay lên lau nước mắt Rồi xoay người lại ôm lấy Trúc Cô nói Cảm ơn mày nhé bạn tốt của tao Ơn nghĩa gì mà cảm ơn Thôi ngủ đi Ngày mai thức dậy sớm đi phỏng vấn kìa Ngày mai phải cố gắng đến sớm Nếu không là xếp hàng dài cổ đấy Cô hiểu ý của Trúc Nên vội gật đầu Rồi ôm chặt lấy nó ngủ Ngày mai sẽ là một ngày mới một ngày tràn đầy năng lượng, cô sẽ cố gắng hết sức để có thể thực hiện được ước mơ bước chân vào tập đoàn Lâm Thị. Ánh nắng mặt trời len lỏi vào cái rèm cửa sổ. Cô nhào hai mắt từ từ mở mắt ra. Ngồi dậy vươn vai, cô bảo con Trúc mau thức dậy đi để còn kịp chuẩn bị. 9 giờ sáng buổi phỏng vấn mới bắt đầu, nhưng số lượng người dự tuyển có thể lên đến hàng trăm người. Ở cái thành phố này khi nghe đến tập đoàn Lâm Thị và Dương Thị thì ai ai cũng muốn được bước chân vào nơi đó làm việc. Quy mô tập đoàn rất lớn và đòi hỏi kinh nghiệm khá cao nhưng đã là ước mơ cho dù có thất bại đi nữa cô cũng rất muốn một lần được thử sức. Sau khi chuẩn bị xong xuôi Thúy và Chúc tạm biệt ba và mẹ Chúc sau đó đèo nhau ra đầu hẻm để ăn mì gói bỏ viên vừa rẻ lại vừa ngon. Dù kết quả có như thế nào đi nữa Nhưng trước tiên cây bao tử Phải no trước đã 8 giờ 30 phút Tại tập đoàn Lâm Thị Trong căn phòng làm việc của chủ tịch Có một người đàn ông khuôn mặt điển trai phong độ Đang dí mắt vào cái laptop Để xem lịch trình làm việc của ngày hôm nay Bỗng lúc này có tiếng gõ cửa phòng Rồi cánh cửa phòng được mở ra Duy Nam bước đi vào Rồi nhăn nhó mặt mày nói Này Vũ Kha từ hôm qua giờ mày đi đâu vậy? Vừa kết thúc cuộc họp mày đã chạy đi đâu? Để ba mày kiếm mày thế? Vũ Kha nghe câu hỏi của duy Nam thì liền ngước lên nhìn, sau đó nói: Nam, tao tìm được cô ấy rồi. Hèn gì, vừa nhận chức chủ tịch xong mày đã tức tốc đi tìm người xưa rồi. Nhưng cái gì cũng tìm hiểu kỹ nhé. Mày mới về nước, lo công việc trước đã, chuyện tình cảm từ từ tìm hiểu lại sau. Ba mày đã tin tưởng giao cả cái tập đoàn này lại cho mày đấy Đừng để ba mẹ nuôi Phải thất vọng biết chưa Ôi giời Mày là bạn thân của tao đấy Đừng áp lực tao như thế chứ Mà này trợ lý của tao Mày cứ phỏng vấn đi Tao không quan tâm đến đâu Chọn nam càng tốt Tao không thích con gái xuất hiện trong phòng làm việc của tao nhé Duy Nam đưa tay rót ra hai tách trà Rồi nhàn nhã nhâm nhi tách trà nóng Sau đó nói Mày khó thế Thư ký mà chọn nam luôn sao Vậy sao không cho trợ lý của ba mày làm việc cho mày Dù gì cũng có kinh nghiệm hơn Khỏi phải tuyển người mới Thôi nói nhiều quá Giờ tao đi công việc tí nhé Có gì tuyển được ai thì Bảo ngày mai đúng 8 giờ đến nhà cùng đi họp với tao Vậy nhé Mày cũng ra xem phỏng vấn đi Tao nghe thấy có tiếng ồn ào rồi đấy Duy Nam gật đầu rồi đứng dậy Ngay lúc này Vũ Kha cũng đứng lên rồi lấy kéo vest mặc vào, cả hai cùng nhau bước ra cửa để đi vào bên trong thang máy. Một lúc sau, cánh cửa thang máy dành riêng cho chủ tịch mở ra. chợt ánh mắt Vũ Kha nhìn chằm chằm về phía trước, vội vàng bấm đóng cửa thang máy lại, sau đó hai mắt sáng rực nói: "Đúng, đúng là em rồi." "Gì vậy Kha, mày vừa lẩm bẩm cái gì thế?" "Ờ, tao sẽ cùng mày phỏng vấn." Duy Nam nhíu mày nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Vũ Kha. Cậu ta cảm thấy có cái gì đó rất bất thường nên hỏi. Này, sao vừa rồi mới nói là có việc cần phải đi gấp mà? Không có việc gì nữa, thôi mau sang phỏng vấn đi. Cánh cửa thang máy dành cho chủ tịch lại một lần nữa được mở. Vũ Kha và Duy Nam bước ra, thì lúc này cả trăm ánh mắt đang nhìn về hướng hai người họ. Hai người đàn ông đang bước đến khu chờ phỏng vấn. Thần thái của cả hai vô cùng phong độ, ai ai nhìn cũng chết mê. Lúc này đây con Trúc lay lay cánh tay của cô Nó nói Ê ê Thúy nhìn kìa Ai mà đẹp trai dữ vậy mày Mắt của Trúc đá đá về hướng hai người đang bước đến gần Cô hoảng hốt xoay người đi chỗ khác Rồi nói nhỏ với con Trúc Trúc thằng cha bận vest đen Là cái tên hôm qua cho tao mượn điện thoại Rồi đưa cho tao 5 triệu đó Giờ làm sao đây Hắn ta đòi tiền lại thì sao Trúc Câu nói của cô làm con Trúc bất ngờ vô cùng nó không thể tin được trái đất này tròn đến như vậy Nó nắm lấy tay của cô rồi nói Mày yên tâm đi Nhìn kìa không thấy toát ra mùi gì sao Cô không biết nên hỏi nó Là sao Có đứng gần đâu mà biết mùi gì Còn Trúc chỉ biết tặc lưỡi Nó rất hiểu tính tình của cô Đã 24 tuổi rồi To xác như thế thôi Chứ còn khở khạo lắm Nó liền ghé sát vào tay của cô rồi nói Mùi tiền đó con ngốc ờ vậy hả mà chúc này nếu anh ta có đòi tiền tao sẽ trả lại cho anh ta nhưng tao với mày sẽ thiếu tiền nhà đấy có gì kiếm ai vay mượn đỡ vậy tới đó rồi tính giờ mày thả lỏng cơ thể thoải mái lên đi phỏng vấn tốt lưu lát lanh lợi thì mới được nhận đấy cố lên nhé bằng mọi giá phải xin làm việc được ở đây vị trí nào cũng được để chứng minh cho mụ gì ghẻ mày biết mày giỏi hơn nhỏ thanh lam gấp mấy lần ngài còn chúc nhắc đến bà cúc và thanh lam thì bỗng trong lòng cô như có động lực hơn gấp trăm lần cô nhất định sẽ chứng minh cho bọn họ biết khi thoát ra được căn nhà đó cuộc sống của cô sẽ tốt đẹp như thế nào từ tối qua đến giờ cô đã tắt âm thông báo nhưng lâu lâu vẫn mở lên xem coi ông tâm có gọi cho cô không nhưng cô rất thất vọng ngoài tin nhắn của tuấn anh và tổng đài ra thì ba của cô không hề gọi hay nhắn tin hỏi Han cô đang ở đâu. Cô nghĩ chắc có lẽ ông Tâm không tin chuyện bà Cúc đã hành hạ cha tấn cô, nên ông ấy mới đối xử với cô như thế. Trong lòng bỗng cảm thấy rất buồn, nhưng cô biết giờ phút này không phải là lúc để cô suy nghĩ đến chuyện đó nữa. Cố gắng cười thật tươi để chờ đến lượt được bước vào phỏng vấn. Buổi phỏng vấn bắt đầu diễn ra, bắt đầu từ người một mang hồ sơ vào phòng để phỏng vấn chợt cô cảm thấy hồi hộp vô cùng. Các anh và các chị lần lượt bước từng người một vào. Nhưng lạ thay, ai bước vào cũng chưa được hai phút là đã cầm hồ sơ bước ra. Con Trúc thấy thế nó cũng phát run. Nó nhìn cô rồi nói. Sao kỳ vậy? Phỏng vấn gì lẹ vậy? Mà ai bước ra mặt mày cũng buồn hiu hết kìa. Trúc ơi, hay tại tao với mày mơ mộng quá phải không? Tập đoàn lớn xét khó lắm mày ơi. Nó bảo cô hãy bình tĩnh đã Từ từ xem tình hình thế nào Có một chị kia bước ra Con Trúc vội hỏi chị đó Chị ơi sao phỏng vấn lẹ vậy chị À mình không biết nữa bạn ơi Kinh nghiệm mình tốt thế này mà Họ cầm lên xem cái rồi loại luôn Mình không biết họ xem qua bằng cấp mình chưa nữa đấy Thôi khó quá Để mình đi xin chỗ khác vậy Thúy nghe chị gái đó nói xong Thì bỗng thấy run hơn nữa Nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh Rồi cúi đầu nói Hai đứa em cảm ơn chị nhiều nhé Em chúc chị sớm tìm được tập đoàn khác ạ à. Ừ cảm ơn hai đứa chị về trước nhé Làm đợi hơn cả tiếng đồng hồ chán chết đi được Thôi chị đi đây chào nhé Cô và con Thúy gật đầu sau đó nhìn nhau Lần lượt từng người vào rồi nhanh như chớp đã bước ra Ai cũng ủ rũ ra về Đến hơn cả tiếng nữa trôi qua Cuối cùng cũng đã đến cô và con Trúc Mày vào trước đi Trúc Tao nhát quá mày ơi Ừ thấy nguy cơ này vào như không vào thôi Tao cũng hiểu số phận tao với mày rồi Nên có gì coi như trải nghiệm thử đi Tao vào trước nhé Cô gật đầu rồi chúc bước lên đợi người ở trong phòng bước ra Sau đó nó đi vào trong Nhìn mặt của nó lúc này lần đầu tiên cô thấy nó nhút nhát đến thế Còn cô lúc này trên chán đã toát mồ hôi hột rồi Bên trong căn phòng phỏng vấn, từ nãy đến giờ Duy Nam chẳng biết chuyện gì đang xảy ra đã hơn một tiếng trôi qua mà Vũ Kha không chọn được người nào. Duy Nam rất muốn hỏi tại sao cứ cầm hồ sơ lên rồi ném trả lại cho người ta như thế. Nhưng nhìn thái độ của Vũ Kha rất khẩn trương nên Duy Nam không thể nào chen ngang hỏi được. Với lại đang rất cần hai vị trí thư ký và trợ lý bên cạnh Vũ Kha nên Duy Nam không có ý kiến. Lúc này đây nhìn thấy Trúc bước vào, Vũ Kha bỗng khựng lại vài giây rồi đợi con Trúc đem hồ sơ đến để trước mặt. Cầm lấy hồ sơ của Trúc lên Duy Nam nghĩ chắc có lẽ Vũ Kha sẽ tiếp tục mở ra xem Rồi ném trả lại Nhưng lần này lại khác Bỗng Vũ Kha đưa hồ sơ qua cho Duy Nam xem Cậu ta rất bất ngờ với hành động này nên đã hỏi Gì đấy? Xem qua đi Còn Trúc lúc này run lắm Nó cố gắng giữ bình tĩnh rồi cúi đầu chào những người trong căn phòng phỏng vấn Vũ Kha ngả người ra ghế dựa rồi nhìn thẳng con Trúc hỏi Cô đi phỏng vấn cùng ai? Lý do anh ta hỏi như thế là vì khi nãy có lướt mắt nhìn Thúy nên đã thấy rất rõ cô nói chuyện rất nhiều với Trúc, cả hai còn nắm lấy tay của nhau nữa, nên anh ta nghĩ có lẽ Trúc là bạn của cô. Còn Trúc nghe Vũ Khoa hỏi xong thì hoang mang vô cùng, nó không biết tại sao anh ta không hỏi vào vấn đề công việc hay là lý lịch của nó mà lại hỏi nó cùng ai đến đây phỏng vấn. Nhưng nó biết nó không được run sợ mà phải trả lời thật lanh lợi và tự tin. Nó gật đầu nói: "Dạ, tôi đi cùng bạn thân của tôi. Hai chúng tôi cùng đi phỏng vấn à? "Vậy sao? Bảo cô đó vào đây luôn đi." "Thật sao ạ? À? Tôi là chủ tịch tập đoàn Lâm Thị, chẳng lẽ tôi đang nói đùa với cô sao?" Còn trúc nghe Vũ Kha giới thiệu xong thì phát sợ, đến tay chân run rẩy hết lên. Khi nãy Thúy có nói cho trúc nghe, người mặc bộ vest đen chính là người mà ở công viên đã cho Thúy 5 triệu vì một cuốc điện thoại. Giờ thì cô đã biết thân phận thật sự của anh ta nên còn chút hơi sốc. Hèn gì anh ta dám chi tận 5 triệu cho cô như thế. Trong đầu nó chợt lóe lên ánh sáng. Nếu như Vũ Kha gặp được Thúy thì chắc có lẽ sẽ nhận ra và cho Thúy được một vị trí nhỏ nhoi nào trong tập đoàn này. Lật đật cúi đầu nó xoay người hớn hở chạy ra bên ngoài để gọi cô vào trong phòng phỏng vấn cùng. Lúc Trúc vừa quay đi, Duy Nam liền hỏi Vũ Kha Này khá lắm nhé Định bày trò gì sao Sao nói với tao muốn tiền Nam kia mà Mày chọn cô gái đó à Không không phải cô gái đó Mày làm tao tò mò quá đi mất Quay lại với còn Trúc Nó chạy ra nói cho cô biết Người mà cô đang lo sợ khi gặp mặt Chính là chủ tịch tập đoàn Lâm Thị Còn Trúc Nó bất ngờ một thì cô bất ngờ gấp đôi nó Cô không thể nào tin vào tai của mình người mà cô đã giúp đỡ, mà nói giúp đỡ cũng không đúng, vì cô đã nhận của anh ta tận 5 triệu kia mà. Cứ lo sợ thế này mãi cũng chẳng làm nên chuyện. Cô và nó lấy hết can đảm bước vào bên trong. Trước sau gì cô cũng phải đối mặt với anh ta thôi. Từ chỗ cô đang đứng đi vào bên trong phòng phỏng vấn, chỉ khoảng 20 bước chân, nhưng vừa đi cô vừa cầu nguyện cho anh ta gặp lại cô sẽ không nhớ đến chuyện của ngày hôm đó và cầu cho hôm nay cô và con Trúc sẽ là người may mắn được nhận vào làm việc. Dù là vị trí bé tẹo, cô cũng đã rất mãn nguyện rồi. Bước vào bên trong, cô đã thấy một nhân sự ngồi hai bên. Còn chính giữa chính là hai người đàn ông đẹp trai cao giáo phong độ vô cùng. Cô bước đến cúi đầu chào rồi đặt sấp hồ sơ lên trên bàn. Ngay lập tức Vũ Kha với tay cầm lên xem. Anh ta nói, Phạm Thanh Thúy, dạ ơ, ờ, Vừa nghe anh ta đọc tên cô bỗng giật mình Cố gắng giữ bình tĩnh Cô đứng thật nghiêm chỉnh nhìn anh ta Vũ Kha đọc hết tất tần tật Sấp hồ sơ của cô Sau đó hỏi Địa chỉ nhà của cô sao lại xa với nơi làm việc quá vậy Cô có chắc mình sẽ đi làm đúng giờ giấc không Cô nhìn con Trúc vì cô không biết anh ta đang muốn hỏi ai Nhưng ngay lập tức con Trúc nó đá mắt Ý bảo cô hãy tự tin trả lời Ờ, dạ hiện tại tôi và bạn của tôi vừa tìm được một căn phòng trọ gần đây không xa. Mỗi ngày chỉ mất ra 5 phút đi xe buýt là đến nơi làm việc. Nhưng chủ tịch, chủ tịch yên tâm nhé, bạn của tôi có xe riêng nên chỉ cần hai chúng tôi được nhận thì sẽ không có chuyện trễ giờ làm việc đâu ạ. À. Cô tự tin rằng cả hai sẽ được chọn sao? Câu hỏi của anh ta làm cả người cô cứng đơ như tượng. Cô nghĩ chắc có lẽ anh ta chỉ chọn một mà thôi. Còn chúc nó rất tốt với cô Điều kiện đi làm cũng thật tiện hơn. Cô không nghĩ ngợi gì nhiều mà cười thật tươi rồi nói: "Thưa chủ tịch, tôi rất tự tin khi đứng ở đây. Tôi rất cảm ơn khi được chủ tịch cho cơ hội để phỏng vấn. Nhưng nếu chỉ được chọn một thì tôi xin nhường lại cho bạn của tôi ạ. À, vì điều kiện của bạn tôi có thể sẽ tốt hơn tôi nhiều." Giây phút đó, cô nghĩ chắc có lẽ anh ta sẽ trả lại hồ sơ của cô, giống hệt như những người từ nãy đến giờ nhưng chợt lúc này anh ta nói cô thúy tôi chọn cô làm trợ lý kiêm thư ký của tôi còn cô trúc cô sẽ hỗ trợ cho cô thúy nhé cả hai sẽ được làm việc chung với nhau có gì công việc cụ thể tôi sẽ để cho giám đốc duy nam gửi vào email của cả hai vậy nhé buổi phỏng vấn kết thúc hai cô có thể về cô và con trúc nghe vũ kha nói xong thì liền nhìn nhau cả hai như đang bị chậm một nhịp vì vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra nhưng khi hoàn hồn lại rồi Thì cả hai đứa vui mừng ôm nhau Rồi nó nói Thúy ơi Thúy được nhận rồi mày ơi Vui quá Thúy ơi Được Cô và con Trúc nghe Vũ Kha nói xong Thì liền nhìn nhau Cả hai như đang bị chậm một nhịp Vì vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra Nhưng khi hoàn hồn lại rồi Thì cả hai đứa vui mừng ôm nhau Rồi nó nói Thúy ơi Thúy được nhận rồi mày ơi Vui quá Thúy ơi Được nhận thật rồi Trúc nhưng chợt Thúy và Trúc như bị khựng lại. Cô vội cúi đầu xin lỗi Vũ Kha và Duy Nam. Vũ Kha lúc này đứng dậy rồi rời khỏi phòng phỏng vấn. Duy Nam thấy như thế cũng vội đứng dậy bước theo cùng. Khi biết Duy Nam đang đi theo phía sau lưng, Vũ Kha liền quay người lại rồi nói với Duy Nam. Ê, mày vào lại phòng phỏng vấn, nói với hai cô đó. Ở tập đoàn chúng ta có chính sách căn hộ cho nhân viên. Nếu hai cô ta chịu dọn đến căn hộ, thì sẽ được chọn làm nhân sự chính thức của tập đoàn chứ không cần đến 3 tháng thử việc đâu. Mày đang làm cái trò gì vậy Kha? Đừng nói cái cô Thúy gì đó mày thích cô ta rồi sao? Cô ta cũng đẹp đấy. Vũ Kha nghe Duy Nam nói thì cau mày nhìn đăm đăm vào mặt của cậu ta rồi nói Cũng đẹp, chỉ có rất đẹp thôi, ok. Ờ, ờ, uh, ok. Đi làm việc ấy giúp tao đi, vậy nhé. Ta lên phòng làm việc tiếp đây. Ê, nhưng mà Thật như thế sao, Kha, Vũ Kha. Vũ Kha mặc kệ cho Duy Nam có kêu như thế nào mà vẫn cứ tiếp tục đi vào bên trong thang máy. Duy Nam không còn cách nào khác nên vội quay người rồi bước đi lại hướng phòng phỏng vấn. Lúc này Thúy và Trúc cùng bước ra, khi thấy Thúy và Trúc, Duy Nam liền bước đến rồi nói: "À, hai cô đợi đã." Cô và Trúc liền cúi đầu chào Duy Nam. Lúc này cậu ta nói: Ờ, ở tập đoàn này có chính sách căn hộ dành cho nhân viên. Hai cô có thể đăng ký ở cùng nhau đấy. Với lại cũng gần đây nên tiện cho việc đi làm. Hai cô có muốn đăng ký ở căn hộ không? Còn Trúc nghe thấy thế thì nhìn cô, sau đó nó hỏi Duy Nam. Vậy hai chúng tôi ở lại có bị giảm lương không ạ? Hoàn toàn miễn phí, tôi nghĩ hai cô nên đồng ý đi. Chính sách của tập đoàn chúng ta rất tốt đấy duy nam gật đầu rồi nói thúy và chúc có thể ra về bước đi xuống chỗ hầm lấy xe dành cho nhân sự cô như vẫn chưa tỉnh táo lại được cứ nghĩ mọi thứ như đang trong mơ phép màu hóa những điều tốt đẹp bỗng đến với đời cô một cách lạ thường thúy ê mày bị làm sao mà cứ ngơ ra đó thế không muốn à ờ không có tại tao đang bất ngờ quá thôi tao tao không nghĩ sẽ có một ngày mình lại được nhiều điều may mắn đến thế Ê hay là do cái vị chủ tịch đó muốn trả ơn mày Nên mới chọn mày làm trợ lý kiêm luôn thư ký như thế Cô lắc đầu rồi nói Không có đâu Anh ta đã cho tao 5 triệu rồi còn gì Thôi đừng nghĩ ngợi gì nữa Mau lên xe về nhà tao thôi Quá sướng rồi Có gì ngày mai đi làm Rồi hỏi lại coi đăng ký ở căn hộ như thế nào Rồi đăng ký May quá Giờ thì tao với mày có dư được một ít rồi Xíu nữa về nhà Tao sẽ gọi cho chỗ thuê phòng trọ Nói với họ mình không thuê nữa Để người ta cho người khác thuê Giờ tạm thời về nhà tao ở vài hôm nhé Thúy Cô đành gật đầu và leo lên xe Để cho Trúc đưa cô về nhà Hít lấy bầu không khí trong lòng Cô chưa từng nghĩ cuộc sống của cô Sẽ được gặp những điều tốt đẹp đến như vậy Cô cảm thấy như ông trời đang xót thương Cho số phận của cô nên mới trải ra thật nhiều điều tốt đẹp cho Thúy bước đi như thế. Cô sẽ không suy nghĩ linh tinh nữa. Từ giờ cánh cửa mới đã mở, cơ hội đã đến với cô. Cô không được nghĩ ngợi linh tinh nữa. Vừa chạy xe con Trúc vừa nói. Ê, ở căn hộ chắc cũng tốn kém. Phải mua này kia đủ thứ hết. Tao với mày phải tiết kiệm mới được. Mày nói đúng đấy, tao với mày phải tiết kiệm mới được. Khi về đến nhà của con Trúc nó vội kể lại mọi chuyện của buổi phỏng vấn cho ba và mẹ của nó nghe. Ba mẹ của nó cũng rất bất ngờ khi nghe cả hai kể lại mọi chuyện. Ba của nó nói, thôi sao cũng được, ba chúc mừng hai đứa đã là người may mắn nhất nhé. Mẹ cũng chúc mừng hai đứa đấy. Sau này khi ra riêng sống, phải nhớ không được vì quá cho công việc mà quên bản thân mình, Trúc và Thúy, biết chưa hả? Thúy và Trúc gật đầu rồi cùng nhau đi ăn cơm. Khoảng thời gian này cô cảm thấy rất ấm áp khi được ba mẹ của Trúc nhận làm con gái nuôi. Ba mẹ Trúc rất yêu thương cô, họ cho cô cảm giác như một gia đình thực thụ. Đến tối khi lên phòng, Trúc cho cô mượn laptop để xem có thông báo gì không. Vì lúc sáng Vũ Kha đã nói giám đốc Duy Nam sẽ gửi lịch trình làm việc cho cô, nhưng rồi cô canh tầm vài phút là đăng nhập vào xem, mãi cũng chẳng thấy cái lịch trình làm việc nào cả. Vội quay qua hỏi con trúc, "Muộn rồi, tao không thấy ai gửi lịch trình làm việc hết, mày có chưa vậy trúc?" "Tao cứ tưởng gửi chung vào email của mày chứ, vậy giờ sao đây?" "Tao cũng không biết nữa." Bỗng điện thoại của cô vang lên, vội lấy ra xem thì thấy số điện thoại lạ gọi đến, nhưng cứ thấy số điện thoại này quen quen, nhưng thật sự không nhớ ra được là của ai. Không để cho người ta chờ lâu, cô liền nghe máy. Dạ cho hỏi ai gọi cho tôi vậy ạ? À? Tôi Vũ Kha đây. Hả chủ, chủ tịch. Còn Trúc vừa nghe cô nói như thế thì hốt hoảng đứng dậy tiến lại đứng kế bên cô. Ra tín hiệu cho cô hãy bật la ngoài để xem Vũ Kha muốn nói gì. Bên đầu dây lúc này anh ta nói. Ngày mai tôi có cuộc họp cổ đông rất quan trọng. Cô đến nhà tôi đi. Tôi cần cô xem xét giấy tờ cuộc họp cho tôi. Cho tôi địa chỉ. Tôi sẽ đến đón cô ngay. Yên tâm Giám đốc Nam sẽ hỗ trợ cho cô Coi như cô tăng ca đêm nay đi Dạ dạ vâng tôi Tôi sẽ nhắn địa chỉ ngay ạ Được Anh ta nói duy nhất có một chữ như vậy Rồi tắt máy Nhìn lại đồng hồ lúc này là 6 giờ tối Cô nhìn con Trúc rồi hỏi nó Trúc mày đi cùng tao không Nhưng rồi ngay lúc này Con Trúc bỗng nhận được gmail lịch trình làm việc Nó đọc lướt qua Thì liền nói với cô Thúy đúng rồi Lịch trình ngày mai có cuộc họp rất quan trọng đấy Tao chỉ hỗ trợ mày thôi Vậy mày mau gửi định vị cho chủ tịch đi Đi sớm về sớm nhé Cô gật đầu rồi vội nhắn tin gửi định vị qua cho Vũ Kha Sau đó cô đi lấy quần áo Rồi bước vào nhà vệ sinh thay Sau khi thay đổi xong Cô lấy túi sách và chuẩn bị bước ra khỏi phòng Thì con Trúc kéo cô lại Nó nói Đợi đã, thoa son, xịt nước hoa vào rồi hãy đi nó liền thoa son cho cô rồi lấy nước hoa xịt xịt cho thúy cô mỉm cười rồi cảm ơn nó sau đó tạm biệt con chúc cô đi xuống dưới nhà lúc này ba và mẹ chúc đang ngồi xem tv cô bước lại cúi đầu xin phép rồi mới đi ra đầu đường đợi vũ khai đến trên con phố vắng này từ trước đến nay chưa bao giờ có một chiếc siêu xe chạy ngang vậy mà giờ đây khi xe của vũ khai chạy vào đã làm náo loạn cả khu phố Ai ai cũng ra trước nhà nhìn lấp ló về hướng của cô. Cô ngại ngùng vô cùng và rất sợ mọi người ở khu phố suy nghĩ lung tung, nhưng miệng đời mà, cô đâu thể nào ngăn được suy nghĩ và lời nói của người ta được. Chiếc xe dừng lại ngay chỗ Thúy đứng, Thúy liền bước xuống đường rồi mở cửa xe, cúi đầu chào anh ta rồi cô mới bước lên xe ngồi. Chiếc xe lăn bánh với tốc độ khá nhanh. Sau khi ra đường lớn rồi thì Vũ Kha mới giảm tốc độ lại. Anh ta lúc này cất tiếng nói: "Trước giờ cô chưa từng làm việc ở đâu sao?" "Ờ, dạ, tôi chưa ạ." "Muốn đảm nhiệm vị trí trợ lý, cô không được phép rụt rè sợ sệt. Cô được chọn làm trợ lý kiêm luôn cả thư ký, thì ít ra cô phải tự tin gấp mấy lần chứ." Tôi vẫn thấy cô còn nút nhát lắm. Nghe anh ta nói xong, cô có linh cảm sợ sệt vô cùng. Bản tính của cô trước giờ luôn là người mềm yếu, nhút nhát Nên thật sự cô không có chút tự tin nào Với lại thật sự lúc đầu khi đi xin vào làm ở tập đoàn Lâm Thị Vị trí cô muốn làm chính là nhân viên làm việc ở phòng tài vụ Chứ không phải là trợ lý như thế này Thật sự rất khó với cô Cô lấy hết can đảm rồi nói Xin lỗi chủ tịch Tôi thật sự không tự tin lắm Tôi... tôi lúc đầu muốn xin vào làm nhân viên tài vụ của tập đoàn Lâm Thị nhưng giờ đây tôi không ngờ được rằng Chủ tịch lại tin tưởng và giao cho tôi Làm ở hai vị trí lớn và quan trọng đến như vậy Tôi... tôi xin lỗi ạ à. Sơ yếu lý lịch của cô tôi có xem qua Yên tâm đi Tôi tin cô làm được À ngày mai cô và bạn của cô Chỉ cần làm việc buổi sáng thôi Đến buổi chiều tôi sẽ cho tài xế Đưa hai cô về nhà để thu dọn đồ Chuyển đến căn hộ Mọi chi phí sinh hoạt cá nhân thì hai cô phải tự túc riêng điện nước và internet thì tập đoàn sẽ lo. cô thấy chính sách này ổn không? cô rất bất ngờ vì chính sách mà tập đoàn đưa ra quá sức tưởng tượng với cô. thật sự giờ đây cô nghĩ bản thân mình phải tự tin cho công việc này mới được. cô cười thật tươi rồi nói đầy tự tin. chủ tịch, chính sách của tập đoàn rất hoàn hảo. tôi và bạn của tôi thật may mắn khi được làm nhân sự của chủ tịch. tôi xin cảm ơn. nhất định tôi sẽ không làm chủ tịch thất vọng đâu ạ tốt Vũ Kha nói Rồi thì với tay lấy một sấp hồ sơ đưa cho Thúy rồi nói Lịch trình làm việc đấy Xem qua đi Chia hai ra cho cô chúc với Đừng dành làm một mình Cô đưa tay ra cầm lấy sấp hồ sơ Sau đó cúi đầu cảm ơn anh ta Cũng vì mất hết 15 phút cô mới Đọc được hết toàn bộ lịch trình của quản lý và thư ký Sau khi đọc xong Cô cẩn thận xem qua thêm một lần nữa và nhắm mắt lại tự nhầm trong tâm cho thuộc lòng. Không ngờ giờ này lại kẹt xe đông đến vậy Thúy lúc này nhìn lén Vũ Kha Anh ta rất đẹp trai Nhưng nhìn bộ dạng toát lên vẻ đẹp vô cùng lạnh lùng và kiêu ngạo Không khí trên xe trở nên im lặng đến lạ thường Cô thấy thế nên cất tiếng nói Chủ tịch Chuyện ngày hôm qua ở công viên Số tiền đó tôi vẫn chưa sử dụng Và tôi cũng không muốn sử dụng đến số tiền của chủ tịch đâu Nhưng tôi sợ khi về căn hộ cần phải mua nhiều thứ Chủ tịch có thể trừ vào lương tháng đầu tiên của tôi được không ạ? Thật ra số tiền đó không phải tự nhiên mà Kha Vũ đưa cho Thúy như thế. Cái ngày hôm đó khi Vũ Kha vừa nhận xong chức chủ tịch tập đoàn Lâm Thị, thì đã tức tốc đi tìm Thúy. Anh ta đã đến ngôi nhà cũ năm xưa để tìm cô. Nhưng khi đến nơi, họ nói ông Tâm đã lấy vợ và dọn đến nơi khác sinh sống. Sau một lúc dò hỏi, thì cuối cùng Vũ Kha cũng đã có được tin tức của cô. Khi đến được nơi cô sinh sống, Vũ Kha vui mừng vô cùng. Nhưng ngay lúc đó là lúc ông Tâm về nhà. Những chuyện xảy ra sau khi ông Tâm về Vũ Kha đều nghe thấy hết. Anh ta cũng đoán được trong suốt những năm qua cô đã sống như thế nào. ngày giây phút đó Vũ Kha chỉ muốn xông thẳng vào nhà để bảo vệ cho cô. Khi biết cô bị ông Tâm đánh, trong lòng Vũ Kha đau lắm. Lúc cô ôm ba lô rồi khỏi nơi địa ngục đó, cô vừa đi vừa khóc nên làm sao biết được vũ kha đã âm thầm chạy xe tàng tàng ở phía sau lưng của cô đến khi đến công viên vũ kha không dám nói ra sự thật rằng cậu bé lúc nhỏ chính là anh ta đây nhìn thấy tấm lưng nhỏ bé không ngừng run lên đến một lúc rất lâu vẫn còn khóc tức tưởi bao nhiêu ấm ức cô đã chịu vũ kha tự hứa với lòng rằng từ giờ sẽ không làm cho cô gái nhỏ bé của anh ta phải khóc nữa không có cách nào để đến gần cô lỡ có khi cô sẽ nghĩ anh ta là đồ lừa đảo một phần vừa muốn giúp đỡ cũng vừa muốn lấy được số điện thoại của thúy nên anh ta mới nghĩ ra cách ném điện thoại ở gần bụi cỏ rồi đến mượn điện thoại của thúy nhưng từ lúc chạy theo cô từ căn nhà đó đến công viên anh ta chỉ thấy cô đang ôm vật gì đó thôi khi nhìn thấy chậu xương rồng trên tay của thúy cảm giác tội lỗi lại dâng lên vậy là suốt những năm qua cô vẫn còn giữ chậu xương rồng và chăm sóc rất tốt. Tất cả cũng đều do chữ duyên. Vũ Kha tin chắc rằng dù thời gian có trôi qua rất dài, dài đến nỗi khủng khiếp, nhưng cuối cùng anh ta cũng đã tìm lại được cô và không ngờ được rằng giờ đây cô đã được làm nhân sự của Vũ Kha nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngắn rất hay và hấp dẫn có tên em mãi chờ anh của tác giả minh anh để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo các bạn hãy nhớ đăng ký kênh mc thanh mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé cảm ơn các bạn xin chào và hẹn gặp lại